Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu chè bột lọc với chuối nha, với sự kết hợp của dừa nước nữa, cho ra món chè béo ngậy, có cái độ dai giòn và nó ngọt thơm từ chuối, rất là mới lạ. Thì mời các bạn vào bếp và cùng thực hiện món chè này nhé, cũng như là đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất mỗi ngày. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị chuối sim. Các bạn chọn cái chuối mà nó chín mùi thì nó ngon hơn. 200g bột năng hay là bột mì tinh, 50g bột gạo giúp cho cái viên chè nó có cái độ dai nhưng mà nó mềm, chút xíu muối, hơn nửa chén đường cát, và đây là dừa nước nè, mình dùng ở đây 300g, có dừa nước vô chè nó sẽ béo và nó bùi bùi ngon lắm. Nửa lít nước cốt dừa lỏng. Chuối sẽ lột ra. Chuối này chuối sim đen á, nó chín mùi thì nó sẽ ngọt, các bạn nấu chè lên nó thơm. Rồi mình sẽ cắt ra nhỏ nhỏ cho vào chung cối để xay luôn. Xay nhuyễn mịn thì chút nữa mình trộn bột á, nó mới mịn, nó không có bị lợn cợn. Rồi mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường để xay với chuối. Nước cốt dừa mình hớt ở trên á, cho nó đặc. Mình cho vào khoảng 5 muỗng. Rồi xay cho nó nhuyễn cái hỗn hợp chuối. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra. Chuối nó mùi á, các bạn xay nó nhanh nhuyễn lắm. Cho vô trong chảo luôn, để chút nữa mình khuấy bột. Cho vào đây thêm vài muỗng nước cốt dừa nữa ha, cho nó lỏng bớt. Rồi các bạn sẽ cho bột gạo vô trước nè. 1 muỗng vậy là 10g, thì mình dùng 5 muỗng là 50g. Rồi khuấy cho bột nó tan. Các bạn khoan hả, bật bếp ha. Mình khuấy cho bột nó tan xong rồi mình hả mở bếp lên. Rồi bây giờ các bạn sẽ mở bếp lên và mình khuấy với lửa nhỏ. Khuấy đến khi nào mà thấy bột nó đặc lại. Các bạn khuấy liên tục, không thôi nó bám dưới đáy chảo, nó cháy bột. Bây giờ bột nó cũng hơi đặc rồi nè, cho nó đặc lại luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho bột năng vô từ từ ha. Tại vì trong cái lúc này bột nó đang nóng, các bạn cho bột năng vô mình khuấy đều, để bột năng nó được lấy chùm, khi mà mình nhồi nó dẻo hơn. Cho vô từ từ để trộn. Và mình cho khoảng phân nửa bột thôi ha, còn phân nửa chút nữa mình nhồi. Rồi tắt bếp cho khói bột ra. Bột còn lại các bạn sẽ phủ lên và mình nhồi đều. Trong lúc bột còn nóng như nè, các bạn nhồi cho nó dẻo. Nhồi mình thấy nó hơi khô thì mình lấy thêm bột. Tại vì nhồi nó phải ẩm ẩm thì nó mới dẻo được. Một phần thì màu chuối, một phần lá dứa. Còn một phần còn lại thì chút nữa mình sẽ cho màu đỏ. Nếu các bạn không thích cho màu thì khỏi cho, mình dùng màu chuối không. Và nhào đến khi nó dẻo như nè. Mình kéo nó ra nó không có bị đứt khúc á, là vậy là được. Cái phần bột này các bạn sẽ xe dài ra rồi mình cắt khúc. Cắt khúc đến chút nữa sẽ tạo hình con đuông cho nó dễ. Phần bột còn lại các bạn nhớ đậy cho nó còn hơi ấm á. Rồi mình thoa chút xíu bột áo lên, đè dẹp để tạo hình. Tạo hình bằng cái dao chặn như nè, nó ra cái khía. Hoặc là các bạn dùng cái nĩa mình làm cũng được nữa. Màu xanh của lá dứa. Và đây là màu của chuối nè. Mình làm xong hết rồi nè. Tổng cộng thì mình làm 3 màu. Rồi bây giờ mình sẽ lấy lên cái gây cho nó gớt bớt cái phần bột áo. Rồi các bạn bắt sẵn một cái nồi nước sôi để mình cho bột vô luộc luôn. Nước phải sặc sôi thì mình mới cho bột vô ha. Mình cho vô như vậy nó không có bị dính. Khuấy nó lên nè, cho nó chín phần bột này.
Các bạn nhớ khuấy sơ sơ để không thôi nó bị dính á. Và mình luộc phần bột này cho nó sôi bùng lên. Khi thấy mà bột nó trong lên thì luộc khoảng 5-7 phút á là nó chín. Rồi mình vớt lên, cho vô trong cái thau nước để rửa sơ lại cái phần bột. Các bạn vớt hết lên luôn. Rồi bây giờ mình sẽ để đây ha, mình ngâm trong nước một chút. Quay qua mình đi nấu nước cốt dừa, rồi một chút hãy vớt lên. Cho nửa lít nước cốt dừa lỏng vô nấu trước. Rồi các bạn sẽ cho lá dứa vô cho nó thơm nha. Đường cho vô luôn. Muối. Khi nước cốt nó sôi bùng lên vậy nè. Rồi mình sẽ lấy dừa nước cho vô trước. Cho hết phần dừa nước vô. Dừa nước mà các bạn nấu với chè nước cốt dừa nó có cái độ dẻo dẻo, bùi bùi, ăn nó béo nữa. Và mình nấu dừa nước khoảng 5 phút cho nó chín. Rồi thả bột lọc vô. Bột lọc này thì nó chín rồi cho nên mình cho vô sau. Các bạn khuấy đều lên cho nó sôi bùng lên. Rồi thử lại cái độ ngọt coi nó vừa chưa. Sôi lên vậy là được rồi ha. Bây giờ mình sẽ lấy nước cốt dừa đặc mình cho vô. Phần nước cốt nhất á, cho vô sau để chè nó béo. Mình sẽ cho vào đây thêm nửa chén nước cốt nhất nữa. Cho vô vậy á, thì chè nó béo. Và khi cái màu chè lên á, nhìn thấy nó cũng ngon nữa. Nước cốt mà các bạn cho vô ngay từ đầu thì nó mất độ béo. Xong rồi mình tắt bếp. Vậy là xong món chè bột lọc dừa nước nè. Với sự kết hợp của chuối, vừa lạ vừa ngon. Rồi bây giờ mình sẽ múc chè ra nè. Phần nước cốt dừa nó trắng, nhìn thấy nó béo và nó có cái độ sệt nữa. Những cái viên bột lọc đủ màu sắc. Rất là ngon luôn. Chè này thì nó sệt sệt, nó sẽ ngon hơn là lỏng nha. Và cái phần dừa nước á, nó cũng có độ sệt nữa. Và mình cho lên đây thêm một ít mè rang. Vậy là mình đã hoàn thành xong món chè bột lọc mới lạ nè, cùng với nước cốt dừa và dừa nước, với tạo hình bột lọc. Bột lọc này mình pha thêm bột gạo á, cho nên nó không có bị dai quá, nó sẽ có cái độ dẻo mềm. Mình ăn vô nó giòn giòn nhưng mà nó có độ dẻo. Nó sẽ ngon hơn nếu như các bạn làm hoàn toàn bằng bột năng thì nó rất là dai. Chè rất là ngon luôn, béo nè. Dừa nước thì nó bùi bùi, độ ngọt, độ thơm rất là ngon. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất mỗi ngày của mình. Và chia sẻ video ủng hộ mình nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.